Hello, chào tất cả quý thầy tớ, tất cả các chúa, chúng ta họp mặt với thánh đường này. Hôm nay đặc biệt chúng ta có một sư tiến sĩ Mark Lynn, là ông là viện trưởng của viện thần học Covenant tại North Carolina. Tuần qua chúng tôi gặp ông và trở về để dự đại hội ISOM tại San Bernardino. Và bất ngờ là cách đây mà hai hôm thì ông có muốn đến để thăm viếng Hội Thánh, do đó ông cũng có lời để chia sẻ cho Hội Thánh chúng ta. Chào mừng ông, we welcome Dr. Mark Lynn. Would you please come up here and preach one? God bless you. What is your name? My name is Hi. Hi? Yes. Well, I remember Hi, I remember Dan. Amen. Dan and Do. Done. Do. Amen. Amen. He said you're good. And I'm a fast preacher. Nói rằng tôi dịch giỏi và ông là người giảng rất là nhanh. Let me take my coat off. Okay, just put it in your way. I advertise over here. I'm groggy about that. You can open your Bibles to Matthew chapter 28. That's where I'll go in a moment. Quý vị có thể mở Kinh Thánh ra sách Matthew đoạn 28, đó là nơi mà tôi sẽ giảng. But first I have an announcement. Nhưng mà trước tôi có một cái lời thông báo. Pastor Nguyen and Kim just asked me to come over. I actually had a breakfast meeting with a couple. And well, then I go ahead. Mục sư Nguyen có mời sư có mời tôi và tôi có ăn sáng với ông. And Pastor Nguyen asked me to come over and talk to him for a moment. Và ông sư Nguyen đến nói rằng tôi đến để mời ông nói chuyện. And I'm not sure the reason why we talk. Và tôi không biết lý do tại sao chúng tôi nói chuyện nữa. But I asked him about his in 2011, Dr. Wim received his doctor of ministry degree. Và không biết tại sao 2011 thì mục sư Nguyên, mục sư Kim được lãnh cái bằng về tiến sĩ. And so through a couple of questions, I found out that the pastor Kim had paid for her classes and everything, but she was so busy doing the ISOM translation, she didn't have a chance to do it. Và với bà mục sư Cúc thì có làm đầy đủ và trả tiền hết, nhưng bởi vì bà ta rất là bận rộn với chương trình ISOM cho nên không có thời giờ để mà nhận lãnh lấy bằng. So I said I'll count your translation for your doctor's degree. So Dr. Kim, stand up. Và bà mục sư, bây giờ đây là tiến sĩ Kim Cúc. Amen. We've got a few formalities to work through, but it'll be very soon. Có một vài thủ tục chúng ta cần làm, nhưng mà thật sự sẽ nhanh chóng để mà có tiến hành It's my privilege to do that. Đây là một cái niềm hãnh diện cho tôi để làm công việc này. For all the work she's done. Cho tất cả những công việc mà bà mục sư đã làm. Amen. Amen. Thank you for being here today. Cảm ơn Chúa cho quý vị đến buổi trưa hôm nay. I did not know I was going to be here today. Tôi không biết rằng tôi có mặt tại nơi đây. But the Lord impressed me to stay a day longer. Nhưng mà Chúa đã đặt để trong tấm lòng tôi để ở thêm một ngày nữa. And in talking to them, I said, you know, would you like me to preach tomorrow? They said, yeah. Và nói chuyện với ông sư Nguyên và hỏi rằng ông sư Nguyên có muốn tôi giảng ngày mai không? Và ông nói vâng. So the Lord kept me here today to preach to you this morning. Và Chúa đã giữ tôi ở đây để nói chuyện và với giảng cho bà chị em mình ngày hôm nay. Amen. Amen. Today we're going to talk about the Great Commission. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về đại mạng lệnh. Matthew chapter 28. Matthew đoạn 28. I'm going to read you. Now, because I've got a translator today. Và tôi sẽ đọc cho ông bà chị em bởi vì hôm nay có người thông dịch. And it takes longer to minister through a translator. Và thường thường giảng dài, nếu mà có người thông dịch thì giảng dài hơn. I don't know that I'll cover all that I thought I would. Và tôi không biết rằng tôi có thể nói hết những cái điều mà tôi đã định sẽ nói. But we got to get started and obey the Lord. Amen. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu và theo ý của Chúa. Amen. In the English in verse 18 it says, Jesus came and spoke unto them saying, all authority is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you.
And lo, I'm with you always, even unto the ends of the world. Amen. Câu 18 nói Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền pháp ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Because I've been studying on the Great Commission and duplicating people, I've done this for a long time. Bởi vì tôi đã học về đại mạng lệnh và đã giảng dạy huấn luyện nhiều người, và tôi nói tôi đã làm điều này đã lâu rồi. And through this study, I've learned several things. Và khi học loạt bài này thì tôi đã học được vài điều. I've learned Matthew 28 is about the what. Và tôi học được rằng Matthew đoạn 28 là nói về điều gì. Mark 16 is about the how. We might get through those two at least today. Và Mark đoạn 16 thì nói cách nào. Luke 24 is the why. Và Luca đoạn 24 là lý do tại sao. John 20, each of these are the Great Commission. John 20 is the who. Giăng đoạn 20 thì nói về là ai. And in Acts 1 is the how and when. Và công vụ các sứ đồ đoạn 1 thì nói bằng cách nào và khi nào. If we have time, we'll cover this quickly. Và nếu chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ nói hết về những điều này. If we don't, we'll cover whatever the Holy Spirit leads. Và nếu chúng ta không có thời giờ thì chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Again in Matthew chapter 28 verse 18, I will read again. And Jesus came and spoke unto them, the disciples, saying, all authority is given unto me in heaven and earth. Và câu 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Through the life and the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, God gave him all authority in heaven and earth, and he gave it back to us, to the church, to do his work. Qua sự sống và đời sống cũng như một vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã xuống thế gian, Ngài đã chết trên thập tự giá và Ngài đã sống lại. Và qua điều đó, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài hết cả quyền phép trên trời dưới đất và bên dưới đất, và Ngài ban cho chúng ta quyền phép đó. We are his body on this earth. Chúng ta là thân thể của Ngài trên đất này. He has commissioned us. Ngài đã ra mạng lệnh cho chúng ta. And called us to take his love and his word to the whole world. Cho chúng ta sứ mạng, và Ngài kêu gọi chúng ta để đem tình yêu của Ngài đến với tất cả muôn người trên thế giới. In verse 19 it says, go ye therefore and make disciples of all nations. Và trong câu 19 nói rằng phải hãy đi dạy dỗ muôn dân. We've been living in a time where the church made converts. Chúng ta sống trong một thế giới hiện thời bây giờ, những hội thánh thì đưa người về trong đạo. Very few disciples have been made. Đưa nhiều người về Chúa nhưng mà không có huấn luyện môn đồ hóa. We have been commanded to disciple, train, and equip people for the work of the ministry. Chúa đã ra lệnh chúng ta để môn đồ hóa, để huấn luyện nhân sự, để làm công tác của mục vụ. The whole body doing all the work, rather than a few. Tất cả con cái Chúa, thân thể của Chúa, mọi người đều phải làm, không phải chỉ một số ít mà thôi. And that's why the church, that's why the gospel has not gone to all the world. Đó là lý do tại sao mà tin lành của Chúa đã không giảng ra khắp thế giới được. It's been left a few missionaries and evangelists and pastors to do the work. Bởi vì công tác đó chỉ dành cho những người đi truyền giáo mà thôi, một số người dạy dỗ mà thôi. But in the church, God put apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa có sứ đồ, có những tiên tri, có những thầy giáo, có mục sư. And their job is to. Và công tác của họ là to equip the saints. Là huấn luyện nhân sự, huấn luyện những con cái sứ đồ thánh của Chúa. Equip the saints. Huấn luyện những môn đồ. The body. Thân thể của Đấng Christ. All of his people. Tất cả nhân sự của Chúa. Who have been born into the kingdom. Những người đã được tái sanh trong vương quốc của Ngài. It is our job to equip and train the body to do the work. Công tác của chúng ta là huấn luyện và nhân sự của Ngài. And then we do it together. Và chúng ta làm cùng chung với nhau. And it says there will be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Và Kinh Thánh nói rằng có sứ đồ, môn đồ, có mục sư, có những nhà truyền giáo, có những thầy dạy lời Chúa. Until the church grows up. Để rồi hội thánh của Chúa được phát triển lên. And until it becomes mature. Và lớn lên trong sự trưởng thành. We're a long way from that. Chúng ta còn rất xa để đến mục tiêu đó. It's almost like we've been asleep. Dường như chúng ta đừng bị ngủ vậy.
So I'm going to give us three things here. Again, there's five things that we're going to look at possibly, but there's several things under those. I'm going to give us three things here that are our job. Có nhiều điều mà tôi có thể đưa ra, nhưng mà tôi sẽ nêu lên ba điều nói lời về cái mục vụ, cái công tác của chúng ta. I'm going to give us our job description. Tôi sẽ nói diễn tả cái công việc của chúng ta. What we're called to do. Chúng ta đã kêu gọi để làm gì? The whole body. Tất cả thân thể của Đấng Christ. So starting in verse 18, let me just read this again. Trong verse 18 it says, "Go therefore and make disciples of all nations." Và Chúa nói rằng hãy đi khắp tất cả thế gian để mua môn đồ hóa. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Hãy báp têm bằng Đức Thánh Linh, nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Teaching them to observe and obey all things I've commanded you. Và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. And lo, I'm with you. Và nay ta thường ở cùng even to the ends of the world. Luôn cho đến tận thế, cho đến cuối cùng. There are three things here given as our job description. Có ba điều miêu tả về công tác của chúng ta. Number one, we are to reach lost people. Điều thứ nhất, chúng ta phải cứu người hư mất. Number two, we're to reproduce our ministry in them. Thứ nhì, chúng ta phải sinh sản ra nảy nở mục vụ của chúng ta vào qua họ. And then number three, we're to send them to do the same thing. Và điều thứ ba, chúng ta hãy gửi họ ra để làm công tác giống như chúng ta làm. That's the way it was in the beginning. Đó là điều mà đã như thế trước đây. The church in the beginning in 100 years touched the whole world. Hội thánh đầu tiên, trong hội thánh đầu tiên của Tân Kinh Thánh, trong một thế kỷ thôi họ đã đi ra khắp nơi trên thế giới. In about 300 years, và trong 300 năm, the whole world was almost Christianized. Tất cả thế gian dường như, thế giới này dường như đã trở thành cơ đốc nhân. But the emperor was saved. Nhưng mà hoàng đế, he was already a priest of the sun god, và được giảng về thần mặt trời. And he made Christianity the state government religion. Và ông là người đã tin Chúa, và ông đã khiến đạo của Chúa trở thành nên đạo của một quốc gia. And he brought the church into a building. Và ông đã đem hội thánh vào một cái tòa nhà. Before that, they went out to all the world and preached the gospel to everyone. Và trước đây, hội thánh của Chúa thì ra khắp tất cả nơi trên thế gian để rao giảng lời của Chúa. The church was doing the preaching. Hội thánh của Chúa ra giảng lời Ngài. The fivefold ministry was training and teaching people to do what they did. Và công tác năm mục vụ đó để huấn luyện và dạy dỗ dân sự. They were not doing all the work. Họ không làm tất cả mọi việc. The body was doing the work. Dân sự của Chúa, thân thể của Chúa làm tất cả mọi việc. Yes, it was their responsibility to teach and train others to do it, but they had to teach and train them to do it, and then the people did the work. Những người mong cầu của Chúa dạy dỗ dân sự, huấn luyện dân sự, rồi họ đi ra làm công tác giống như vậy. But anyway, what I'm sharing today is last 2 weeks ago. Điều mà tôi sẽ chia sẻ đây 2 tuần trước đây. One morning I woke up about 4 a.m. Có một buổi sáng tôi thức dậy khoảng 4 giờ sáng. I go to bed at 10 o'clock at night when I'm home. Tôi đi ngủ 10 giờ khi mà tôi ở nhà. I get up at 4 o'clock in the morning. Thức dậy 4 giờ sáng. To spend time with the Lord. Để cùng có giờ với Chúa, tỉnh nguyện với Chúa. And about 2 weeks ago. Mà có khoảng 2 tuần trước đây. I woke up. Tôi thức dậy. I was laying in bed. Và đang nằm trên giường ngủ. And the Lord spoke to me and said, "I want to give you your job description." Và Chúa nói với tôi rằng, ta sẽ cho con miêu tả cái công tác của con. Again, I'll tell you what it is. Và tôi sẽ cho quý vị biết công tác của mình. It has 3 parts. Có 3 phần. Number one, we're to go reach people, evangelize them, the whole church. Thứ nhất là tất cả hội thánh chúng ta phải đi ra khắp nơi trên thế giới để rao giảng lời Chúa. When they become Christians, when they're born again, khi họ trở nên cơ đốc nhân, khi họ được tái sinh, it is the leadership job and the body's job to teach them and train them what they've been taught. Công tác của những người lãnh đạo mục sư trong hội thánh là huấn luyện họ để đi ra truyền giáo. So they can go and do the same thing. Và để họ đi ra làm công tác giống chúng ta. You see the apostles, the fivefold ministries add. Và chúng ta thấy rằng mục vụ của năm mục vụ đó có. When we train the body, we duplicate. Khi những người năm mục vụ đó họ làm thì cộng, nhưng mà khi chúng ta huấn luyện nhân sự thì đi ra làm nhân lên. And when we send the body, we multiply. Và khi chúng ta gửi nhân sự hội thánh của chúng ta thì ra chúng ta đi nhân lên. In the beginning, God said, "Be fruitful and multiply." Và trong đầu tiên Chúa nói rằng hãy có kết quả và nhân lên. But there's very little multiplication today. Nhưng mà ngày hôm nay thì có số nhân lắm. If this church and my church nếu hội thánh này và hội thánh was multiplying, nhân lên,
We couldn't have a building big enough to hold them. Chúng ta sẽ không sẽ có một cái tòa nhà không lớn đủ để chứa tất cả số nhân này. And most churches are subtracting through death and people leaving and moving and leaving and dying. Nhưng mà có nhiều hội thánh ngày hôm nay thay vì nhân lên thì trừ bởi vì người ta rời khỏi hội thánh. Because we're not reaching people. Bởi vì chúng ta không có đem nhiều người về. Then we're not reproducing them by putting our gifts into them. Và chúng ta không có sanh sản ra bởi vì chúng ta không gieo những cái And through that, they learn the work of the ministry. Và qua cái điều đó, họ học được cái công việc của And then we send them. Và chúng ta gửi họ đi. So we reach them. Và chúng ta đem về. Reproduce ourselves in chúng them. Chúng ta sanh sản chính chúng ta qua họ. And release them to do the same. Và chúng ta gửi họ đi ra làm công tác giống như vậy. Can anybody in here say amen? Có mọi người ở đây có ai nói amen không ạ? It's not the pastor and his wife and the associate pastor to do the work. Không phải là công tác của mục sư quản nhiệm và mục sư phụ tá mà Our work is to learn how to do it ourselves and then teach you how to do it so the work gets done. Công việc của chúng tôi những người lãnh đạo là làm sao huấn luyện nhân sự để rồi quý vị đi ra làm. Then as we reproduce ourselves in you, để rồi chúng tôi sẵn sàng chúng tôi qua quý vị. You start doing the work. Rồi quý vị bắt đầu làm công việc. And you learn how it works. Rồi quý vị học để làm sao làm. And you give it away. Và quý vị cũng dạy cho người khác. And the church multiplies. Rồi hội thánh được nhân lên. Now when we were here in 2011, I preached in 2011. Khi mà tôi có mặt ở đây 2011, tôi đã giảng ở 2011. I remember several things about 2011. Tôi nhớ đến vài điều 2011. One thing was we rode around for an hour to find a place to eat. Có một điều tôi nhớ là chúng tôi chạy đi vòng vòng rất lâu để tìm chỗ ăn. And I was hungry. Và tôi rất là đói bụng. Another thing is he received a doctor's degree. Và một điều khác là mục sư Nguyên nhận được bằng tiến sĩ. Another thing I preached something. Có một điều nữa là tôi giảng một. It was a work of the Lord. Đó là công tác của Đức Chúa Trời. And then we had a fellowship of food afterwards. Và chúng tôi đã ăn thông công với nhau sau buổi giảng. Sometimes I can't remember what I preached last Sunday, so I remember a little bit. Có nhiều khi tôi không nhớ từng rồi tôi giảng cái gì, thỉnh thoảng thì chút xíu thôi. And now there are some helpers here. Và bây giờ thì có người giúp và phụ tá đây. But we all should be helpers. Và tất cả chúng ta cần phải là người phụ tá. We all should be growing. Chúng ta phải phát triển. We all should be learning. Tất cả chúng ta phải học hỏi. We all should be doing. Tất cả chúng ta phải thực hiện. And then we start doing the same thing to them. We receive their gifting and then we start giving it away to other people. Để rồi chúng ta làm giống như họ, để chúng ta nhận được những cái ơn từ nơi họ, rồi chúng ta phân phát những ơn. And through that process, the new people are released to do the same thing. Và qua một cái hệ thống như vậy, một cái sự phát triển như vậy, thì những người khác được tin nhận Chúa. We come to church to worship God. Chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. And learn. Và học hỏi. And then we're released to the community. Để rồi chúng ta gửi người ra cộng đồng. In the community, we should be witnessing and winning the lost. Trong cộng đồng chúng ta phải là chia sẻ truyền giáo để đưa người về với Chúa. We should be praying for the sick. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người bệnh. We should be casting out devils. Chúng ta đuổi quỷ ra. We should be setting people free. Chúng ta phải giải phóng những người bị cầm tù. Not just me. Not just pastor. Không phải chỉ mục sư. Not just pastor Kim, but everybody. Không phải chỉ mục sư Kim. The whole church working. Người tất cả hội thánh đều phải làm như vậy. Thank God you're here today. Cảm ơn Chúa quý vị có mặt hôm nay. Thank God you're hearing me today. Cảm ơn Chúa quý vị đang nghe tôi hôm nay. Thank God you're listening today. Cảm ơn Chúa quý vị đang lắng nghe. But I challenge you to learn what your job is. Nhưng mà tôi thách thức quý vị phải học hỏi. Your job is to grow up. Mục vụ của mình là phải phát triển lớn lên. Và phân phục Chúa Put yourself under others to teach you. Và hạ mình trước những người dạy dỗ chúng ta. Và chúng ta phải thực hiện và ra ngoài đem người khác về với Not in the church, outside the church. Không phải trong nhà thờ nhưng mà ở ngoài nhà thờ. The church got cursed when Constantine with his name brought him into a church building. Hội thánh đã bị rủa xả khi mà hoàng đế Constantine đem dân sự vào nhà thờ. The church building should be a training worship center. Hội thánh phải là một nơi huấn luyện và ngợi khen Chúa. A place to equip us. Một nơi để đào tạo nhân sự. To do the work of the ministry. Để làm công tác của mục vụ. Amen. Amen. Let's wake up. Hãy chúng ta hãy tỉnh thức. So my job. Và công tác của tôi is to reach the lost. Đem người hư mất về với Chúa. Reproduce myself in them.
và sẵn sàng chính tôi trong họ để những cái mục vụ của tôi trong họ, huấn luyện họ để họ làm việc với tôi, rồi gửi họ đi ra làm công tác giống như vậy. That's our job. Đó là công việc của chúng tôi. Amen. Amen. And now, why is the church not growing? Oh yeah, it's growing some, and a lot of the growth, he talks about the Rock Four Square Church, thank God for it. But a lot of growth is nothing but entertainment. Tại sao mà hội thánh không phát triển? Bởi vì tất cả những hội thánh dường như là có những sự kích động, những sự mà hay múa mà thôi. Fancy buildings, fancy worship. Những cái phòng ốc thì rất là đẹp, những cái sự thờ phượng thì rất là hào hứng. But still, the leaders are doing all the work. Nhưng mà dường như là những người lãnh đạo làm hết tất cả công việc. That is wrong. Điều đó sai. You ought to get stirred up on the inside today. Tất cả chúng ta cần phải được khai đời, khởi động lên. You ought to say, God teach me. Mọi người phải nói rằng, Chúa ơi, hãy dạy dỗ con. I want to learn. Con muốn học hỏi. I want to cast out devils. Con muốn đuổi quỷ. I want to speak in tongues. Con muốn nói tiếng lạ. I want to lay my hands on con the sick. Con muốn đặt tay trên kẻ bệnh. I want people to get baptized. Con muốn những người khác được báp têm Đức Thánh Linh. Hãy đầy dạy Đức Thánh Linh và năng quyền. Come on, let's stop playing church. Mọi người chúng ta đừng có chơi trò chơi nhà thờ nữa. Amen. Amen. It's good. It's good. So we've been commanded to go. Và chúng ta được ngài phán để đi ra. About 3 years ago, maybe 4. Có 3 năm, khoảng 4 năm về trước. You're looking at a guy right here who's fulfilled. Quý vị nhìn, tôi đây là người được đầy dẫy. I'm doing what I'm created to do. Tôi làm những công việc mà Chúa đã sáng tạo tôi để làm. One of those things is to preach. Có một trong những điều đó là rao giảng lời Chúa. Another is to teach others to do what I do. Một điều nữa là dạy người khác để làm những điều mà tôi làm. Và tôi đang làm. I've been sending people all over the world. Tôi đã gửi nhiều người khắp nơi trên thế giới. But not in the magnitude God wants. Nhưng mà không theo một cái điều cao lớn mà Chúa muốn tôi. When persecution came into the church, có những sự bắt bớ xảy ra trong hội thánh. It said the whole church was scattered abroad. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng tất cả dân sự của Chúa đều được rải rác khắp nơi trên thế giới. And they went and preached the word. Và họ đi ra ngoài rao giảng lời Chúa. The Bible says the apostles stayed in Jerusalem. Kinh thánh nói rằng những người sứ đồ thì ở tại thành Jerusalem. The people were preaching the word. Những người dân sự thì đi ra rao giảng lời Chúa. Philip went down to Samaria. Ông Philip đi xuống thành Samari and preach Christ unto them. Và giảng Đấng Christ cho họ. With great signs and wonders and miracles. Và có những quyền phép dấu kỳ phép lạ xảy ra. And then the apostles heard about the revival there. Và những người sứ đồ thì nghe tin đồn về sự phấn hưng tại. And they went down to Samaria as well. Và họ cũng đi xuống thành Samari and ministered the Holy Spirit to them. Và họ đến để rao giảng về Chúa Thánh Linh cho họ. You see, the people were doing the work, not the apostles. Quý vị thấy không, dân sự của Chúa làm công tác của Chúa không phải sứ đồ mà thôi. I don't know how people can sit on those pews and not get excited about serving God. I want to serve God. Tôi không biết tại sao có nhiều người ngồi ở hàng ghế ở dưới mà không có được khấn khởi để mà hầu việc Chúa. Tôi muốn khấn khởi hầu việc Chúa. I'm in two stories. Let me break one story. When I was here in 2011, shortly thereafter, I tripped and broke my right hip. Khi mà tôi đến đây 2011 và một thời gian sau đó tôi bị We were keeping my mother-in-law's dog, and we had a border, a dog gate. In front of the door. Và tôi có một cái chuồng nuôi chó và cái trước đây có cái cổng. I had my computer case in my right hand. Tôi có cái đang cầm một cái giỏ computer trên tay phải. And a bookcase in my right hand. Và tay trái thì có một cái giỏ sách vở. And foolishly. Và rất là dại thay. I stepped over the gate. Và tôi bước chân qua cái cổng đó. I tripped. Và tôi đã bị trật, right, yeah. Tôi đã dấp và trật và đã làm gãy. Amen. That I was on a walker for 7 weeks. Và tôi đã đẩy cái walker 7 tuần. I had 5 big screws put in my right ear. Có 5 cái con ốc dặn ở ngoài sau hông đây. But I've always had back problems all my life. Và cả cuộc đời của tôi bị đau lưng. And my back went completely out. Và cái lưng của tôi bị hỏng ra.
cả. I was in indescribable pain. Tôi rất là đau đớn không tả nổi. And my youngest daughter loves her daddy. Và con gái út của tôi rất là thương tôi cha của tôi. I took three major aspirin or whatever every 3 hours. Và tôi phải uống thuốc aspirin mà rất loại mạnh đó, 3 tiếng mỗi tuần. I waited 4 hours. It took 2 hours for the stuff to start working again. Nếu mà tôi chờ đến 4 tiếng thì uống vào 2 tiếng thì thuốc mới có hiệu nghiệm. So my daughter went to a surgeon. Và con gái của tôi đi đến một cái người mổ đó, bác sĩ mổ. Told me about my condition. Và nói về cái tình trạng của tôi. X-rayed my back. Và chụp hình X-ray cái lưng của tôi. And my bottom three discs were eaten up with arthritis. Và những cái disc ở ngoài sau đó bị completely eaten up with arthritis. Và bị đau đó, xương khớp. Also had spinal stenosis. Và cái lưng cái xương sống nó bị. That's where the hole in the tube in your back's too small for all the stuff to go through it. Và cái lỗ rất là nhỏ, không có đủ để những cái điều ở trong cái nước đồ này kia để đi qua những cái. And so I had all that arthritis. Và có những cái sự đau khớp và kinh niên. And bone spurs were going into my sciatica nerve. That's what was wrong. Và những cái xương đồ đi vào những cái nơi những cái thần kinh. It was killing me. Và điều đó dường như giết tôi vậy. And so I submitted to the doctor. Và tôi phải vâng phục trước mặt bác sĩ. And he took out the five lower discs. Và ông đã kéo ra mổ và lấy ra bốn cái khoảng fused my back together. Và giá cái lưng lại. And put the two steel bars down my back. Và hai cái dây thép, hai cái cọng thép ở ngoài sau lưng. The next year I had a double bypass. Và ngày năm sau tôi phải bị mổ lại nữa. I am 76 years young. I'm in the best shape I've been in 40 years. Amen. Tôi 76 tuổi trẻ và trong 40 năm qua đau đớn rất nhiều. But I went through 5 years of hell. Nhưng mà tôi đã trải qua 5 năm của địa ngục. I believe in healing, laying hands on the sick. Tôi tin vào sự chữa lành và đặt tay trên kẻ đau. I want you to know I'm healed, I'm whole. Tôi muốn quý vị biết rằng tôi được chữa lành và được trọn vẹn. From the top of my head. Từ đỉnh đầu. To my toes. Cho đến bàn chân. To the bottom of my feet. Đến gót chân ở dưới. Jesus took my infirmities. Chúa Giêsu đã cất đi những tật bệnh. Carried my sicknesses. Và Ngài đã gánh đi. 2,000 năm trước đây. And I'm walking out my healing in Jesus' name. Và tôi đang bước đi xuống trong danh Chúa Giêsu được chữa lành. However, nhưng mà, I went through 5 years of recovery. Tôi đã trải nghiệm 5 năm để mà hồi phục. And the Lord spoke to me. He said, Max, you lost your faith. Và Chúa đã nói với tôi, Max, con đã mất đức tin rồi. All these things I'm talking about, I used to exercise them all the time. Tất cả những điều này mà tôi đang nói là những điều mà chúng tôi đã thực hiện trước đây. But I got in the flesh. Nhưng mà tôi đã sống theo xác thịt. And started looking at the problem. Và đã nhìn vào hoàn cảnh trong quanh. Rather than the promises. Thay vì vào lời hứa. So for 5 years I was in recovery. Và nhưng 5 năm tôi đã. Và một ngày kia Chúa nói với tôi, Max, you are healed. Con đã được chữa lành rồi. But you're gonna have to walk it out. Nhưng mà con phải bước đi. And I'm walking it out. Và tôi đang bước đi đây. However, he said you can teach and train others how to pray for the sick. Nhưng mà con có thể huấn luyện dạy dỗ những người khác để cầu nguyện cho những người cầu nguyện để họ chữa lành những người đang. Và họ sẽ được sự chữa lành. You see, there gets a time in our life where we're getting older and can't do the things when we're younger. Chúng ta thấy khi có một thời điểm, một thời kỳ, chúng ta già đi, chúng ta không có thể làm những điều trước đây chúng ta thể làm. The younger ones have to raise up in responsibility. Of course, the ministers have to release their ministry to the younger people. Nhưng những người trẻ hãy đứng dậy để làm những công việc, nhưng những người lớn phải đưa gửi những người trẻ. And then you start the cycle of your life ministering to people yourself. Để rồi quý vị có thể tiếp tục để làm công tác giúp đỡ những người khác. So I've trained hundreds to lay hands on the sick. Và tôi đã huấn luyện hàng trăm người để đặt tay lên kẻ đau. I went started going out on the streets taking people with me.
Và tôi đã đi ra ngoài đường, đường phố để dẫn những người khác với tôi. Would look at you like you're crazy when you'd walk up to them and say, "Do you have anything in your body? I'm going to pray for the sick today." Và những người trên đường phố thì họ nhìn chúng tôi giống như những người điên khi chúng tôi hỏi rằng có điều gì trên thân thể tôi có thể cầu nguyện chữa lành. We got a lot of flack. Và chúng ta có nhiều người cười nhạo. But there came a day after doing that once a week. Nhưng mà có một ngày kia chúng tôi làm đó mỗi tuần mỗi ngày một tuần. Outside the church. Và ở ngoài thay nhà thờ. Outside the building. Ở ngoài khu nhà thờ. That's where the fish are. Tất cả ở đó là những con cá ngoài đó. We've been called to be fishers of men. Chúng ta được gọi để trở thành những người đánh lưới người. Không có cá trong nhà thờ. Our job's outside the church. Công việc chúng ta là ở ngoài nhà thờ. After 4 months of doing that, sau 4 tháng làm như vậy, we had some really good healings. Chúng tôi đã kinh nghiệm có những người được chữa lành rất nhiều. But one Sunday after church, và có một ngày chủ nhật sau khi giờ nhóm thờ, we went to a flea market. Chúng tôi đi ra ngoài chợ trời. And the first 8 people we asked if they had anything wrong with them, we could pray for them, said yes, and like they were glad we were there. Có người 8 người đầu tiên mà chúng tôi hỏi muốn có điều gì cầu nguyện không thì họ nói vâng, chúng tôi có nhu cầu cầu nguyện và họ nói rằng chúng tôi rất là vui được quý vị ra đây. Because a lot of them didn't like us asking. Bởi vì có nhiều người khác thì không có thích chúng tôi khi chúng tôi hỏi họ như vậy. God touched every one of them. Và Chúa đã đụng chạm đến tất cả 8 người đó. And delivered every one of them from pain. Và giải phóng họ từ những sự khổ đau, đau đớn. God tested us to see if we'd go and believe. Chúa đã thử thách chúng tôi để rồi chúng tôi có xem chúng tôi có đi và đức tin có đức tin hay không. But after about 4 months, và sau 4 tháng, we began to walk in His power and His authority. Và chúng tôi đã bước đi trong năng quyền và sức mạnh của Ngài. Because we went out and did it. Bởi vì chúng tôi đã đi ra và làm. Now the reason why I went out. Lý do mà tôi đã đi ra. Last year or year before last now. Một năm trước đây. Somebody sent me YouTube video called The Last Reformation. Có một người gửi cho tôi cái phim YouTube và video và nói rằng cái sự thay đổi cuối cùng. It's about a man, Torben Sondergaard. Có một người tên là Thomas Sondergaard. From Holland. Ở Ái Nhĩ Lan. He was a dead Lutheran. Có ông là một người mà theo mà giám lý đó là giống như chết vậy. Like a dead church in Holland. Giống như là một cái hội thánh chết vậy. And he got a hunger to know God better. Nhưng mà ông có một cái sự đói khát muốn tìm hiểu về Chúa. He began to study the Bible and see how they did in the first century. Và ông bắt đầu học hỏi lời Chúa trong Kinh Thánh về hội thánh đầu tiên. So he went out and began to pray for people. Và ông ta bắt đầu đi ra cầu nguyện cho những người khác. Every now and then one was healed. Và có một vài người đã được chữa lành. With, just like us, after 4 or 5 months, giống như chúng tôi sau khi 4-5 tháng, he began to get more and more healings. Và ông đã bắt đầu kinh nghiệm nhiều người được chữa lành. God will try your faith. Và Chúa thử thách đức tin của quý vị. There comes a time when you got to believe what you say. Có đến lúc quý vị phải tin những gì quý vị nói. And you find enough, I do it. Và nhiều khi quý vị phải làm theo. I told us we started a school of discipleship. Và chúng tôi đã bắt đầu dạy trường môn đồ hóa. Had 12 people including myself. Có 12 người cộng tôi nữa. I promised those people if they would be faithful and stay with me. Tôi hứa nguyện những người đó rằng nếu mà trung tín với tôi. For 6 months. 6 tháng. They would begin to see the power that was on Torben. Họ sẽ bắt đầu kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. But it didn't take 6 months. Nhưng mà đã không cần đến 6 tháng. We began to have people healed right at the beginning. Chúng tôi đã thấy có những người được chữa lành trong lúc bắt đầu. But not all of them, some of them. Không phải tất cả mọi người, chỉ một số người thôi. And the more we can was persistent, continue to do it. Và khi chúng tôi có kiên trì tiếp tục. It got better and better. Và trở thành tốt hơn. And then 4 months out. Và 4 tháng sau. That Sunday afternoon when we went to the flea market after church. Khi mà một ngày chủ nhật đó khi chúng tôi đi ra ngoài chợ trời sau khi giờ nhóm. We almost couldn't believe. Và chúng tôi không thể nào không tưởng tượng. We would walk up to a booth in the flea market and say, "We're out on the streets ministering to people and we're laying hands on the sick. Is there anyone here that needs healing?" Và chúng tôi đi đến những cái quầy đằng trước ngay ngoài chợ trời thì chúng tôi nói cho họ biết chúng tôi đi ra để cầu nguyện cho những người đau. Ở đây có ai những người đau hay không? And every one of them had somebody there. Và tất cả mọi người đó đều có người nào bị đau đớn. And the first 8 we prayed for.
và những người tám người mà chúng tôi đã cầu nguyện cho was delivered from pain. Họ đã được giải phóng khỏi sự đau đớn. Now the reason I have this cane today. Lý do mà tôi có cái cây gậy ở đây. Was because of the pain. Bởi vì đó là cái sự đau đớn. If I'd had somebody pray for me and break that pain that was on my body. Nếu mà tôi có ai mà cầu nguyện để bẻ gãy sự đau đớn đó trong thân thể của tôi. I would have never had that back operation. Tôi sẽ không đã không có that, cái that sự operation would have died and melted. Cái sự đau đớn kinh niên đó có thể đã được I wouldn't have two steel rods in my back. Tôi có thể không có hai cái cây sắt ở ngoài sau lưng của tôi. But because I got an unbelief. Bởi vì tôi đã không có đức tin. And fear. Và sợ hãi. And pain. Và sự đau đớn. I submitted to it. Tôi đã đầu phục trước những điều. Well, I had to. I was about to die with it. Tôi phải đầu phục bởi vì but I didn't know anybody who really had the gift of healing who could pray for me. Nhưng tôi không có biết ai có cái ơn để mà cầu nguyện chữa lành. God would like for this church right here to begin to flow in the gifts of the Spirit, all of them. Đức Chúa Trời mong muốn rằng ở đây tất cả mọi người đều có ơn về sự chữa lành. I don't care what your age is. Tôi không màng là quý vị lớn tuổi. He said, lay hands on the sick. Kinh Thánh nói rằng hãy đặt tay kẻ họ sẽ được bình phục. But we get full of unbelief. Nhưng bởi vì chúng ta đầy dậy sự không tin. We pray for a few people, they don't get better. Chúng ta chỉ cầu nguyện một số người họ không we được chữa lành. Và chúng ta bắt đầu diện cớ. Instead of just believing God. Và thay vì chúng ta chỉ He's the healer. Chúa là đấng chữa lành. Not me. Tôi không phải là. We came to a place. Chúng tôi đến một nơi. About the time we reached fourth or fifth month. Khi chúng tôi mà có khoảng 4-5 tháng. When we first started praying for sick people, khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho những người bị đau đớn, I stayed away from wheelchairs. Tôi là không có động đến những người đi wheelchair, broken bones, những người bị gãy xương, những người đi cà nhắc. You know why? Tại sao quý vị biết không? I was afraid if I prayed for them, they didn't get healed. Bởi vì tôi sợ rằng nếu mà tôi cầu nguyện họ không được chữa lành. Can I tell you something? Tôi có thể nói cho quý vị biết. I'm not the healer. Tôi không phải là người chữa lành. Jesus is the healer. Chúa Giêsu là người chữa lành. You gotta learn to believe that God will do what He said, and when you believe it, He will do it. Chúng ta phải học rằng Chúa là đấng chữa lành và khi chúng ta tin thì Chúa sẽ chữa lành. Thì bây giờ tôi rất thích. About 3 months ago, a man came to our church. Khoảng 3 tháng thôi, có một người đàn ông đến. Who was injured in a car accident? Ông ta bị đụng xe hơi và bị thương. Couldn't walk. Không có thể đi được. Just messed up bad. Và cái lưng bị hư hỏng. Under full time care. Và bị đang nhiều điều dưỡng. He came to church. Và ông ta đến nhà thờ. Got there a little late. Đến hơi trễ. Even after the singing. Sau khi thờ phượng. But when he came in. Và sau khi ông đi đến. I smiled. Tôi cười. I smiled. Tôi cười. And then I was preaching on another subject. But then I went to healing for a little bit. Và tôi còn nói chuyện về sự chữa lành. Và tôi nói rằng tôi sẽ cầu nguyện cho những người bị bệnh. I think his name was Dan, by the way. Và tôi nghĩ rằng tên của ông ta là ông Dan. And I said, Dan, today in the name of the Lord Jesus Christ. Và tôi nói rằng ông Dan ngày hôm nay trong danh của Chúa Giêsu Christ. I'm gonna lay hands on you. Tôi sẽ để đặt tay lên ông. And command you to be healed. Và truyền cho ông được chữa lành. In the name of Jesus, I'm gonna tell you, rise up and walk. Trong danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh cho ông phải đứng dậy và đi. I said, are you ready? Tôi hỏi rằng ông có sẵn sàng chưa? He put his head down. Ông để đầu xuống, cúi đầu xuống. I said, come on, man. Tôi nói rằng, I said, you heard me preach on healing. Tôi, ông đã nghe tôi giảng về sự chữa lành. Jesus took your infirmities and carried your sickness. Chúa Giêsu đã cắt đi tất cả những sự đau đớn và tật bệnh. Bởi lần roi của Ngài, ông đã chịu lại. 2,000 years ago, He paid the price. 2,000 năm trước đây, Chúa đã trả giá rồi. All you got to do is believe and receive. Chỉ ông chỉ cần nhận. I want to pray for you. I want to command you to get up and walk. Và tôi truyền cho ông phải đứng lên và đứng dậy và đi. I said, Dan, listen to me. I love you. I said, the people brought you love you. God wants to set you free today. Và tôi nói rằng, Dan, tôi rất yêu thương ông. Những người đem ông ra đến, yêah, yêu thương ông và Chúa muốn giải phóng ông. I'm going to lay hands on, pray for you. I'm going to rebuke that pain, rebuke that sickness, command to leave in Jesus' name, and I want you to rise up and walk. Và tôi sẽ cầu nguyện cho ông và đặt tay lên ông và truyền lệnh cho trong danh của Chúa Giêsu được chữa lành và ông phải đứng dậy và đi. This time he looked at me. Và bây giờ thì ông nhìn tôi. This time he said, I'll try. Và bây giờ ông nói rằng tôi sẽ cố gắng. I wanted to tell him trying is not believing. Tôi muốn nói với ông ta cố gắng không phải là đức tin nhưng mà tôi không nói điều đó.
But anyway, I commanded him. I cursed the pain in his body. I broke the power of the sickness, and I said, his name was Dan. I said, in the name of Jesus, Dan, I command you to rise up and walk. I grabbed his hand. Và tôi rửa sạch cái cơn đau đớn trong thân thể ông và tôi nắm tay ông và tôi nói rằng trong danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu, đứng lên. I said, your legs still work. À, tôi nói rằng cái, push yourself up. Cái chân của ông vẫn còn hoạt động, hãy đẩy mạnh lên. Ông nói không. He had no faith. Ông ta không có đức tin. I said, Dan, the name of Jesus, rise up and walk. Tôi nói rằng ông Dan, trong danh của Chúa Giêsu, ông đứng dậy. Ông và đầu ông cúi xuống. I said, Dan, look at me. Và tôi nói rằng ông Dan, hãy nhìn tôi. Jesus, I break the power of this sickness in your body. Rise up and walk. Trong danh Chúa Giêsu, ta bẻ gãy sự rủa sả đau đớn trong thân và hãy đứng dậy rồi đi. Ông bắt đầu. Và ông bắt đầu đứng dậy. Walked about three ways, three rows. Và ông bước đi khoảng ba hàng ghế. By that church, but wow, glory to God. Mọi người trong hội thánh vinh hiển Chúa Giêsu, hallelujah, vinh hiển Chúa Thầy. Now, like, I wish I could tell you he was walking all the way. He's not. He's still not believing the Bible. Still not doing some things he needed to do. But we did everything we knew to do. Amen. Amen. All God asked us to do is what He's told us to do. Chúng ta chỉ làm có phận sự phải làm những gì mà Chúa kêu chúng ta làm. We can't heal anybody. Chúng ta không chữa lành ai được cả. Jesus is the healer. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. But we gotta believe it. Nhưng mà chúng ta phải tin. He said in Matthew, freely you receive. Trong Matthew, Chúa nói rằng chúng ta nhận lãnh một cách miễn phí, chúng ta phải đáng phán ra miễn phí. Và chúng ta nói rằng thiên đàng thì đang heal the sick. Và hãy chữa lành. Cleanse the lepers. Kêu những người bệnh phung. Raise the dead. Kêu kẻ chết sống lại. Cast out devils. Đuổi quỷ ra. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Get excited. Chúng ta hãy khấn khởi lên. My goal in life before I knew the Lord was to be a millionaire by the time I was 30. Mục tiêu trong cuộc đời của tôi trước khi tôi nghe tin nhận Chúa là trở thành người triệu phú trước khi 30 tuổi. God had mercy on me. Chúa đã thương xót tôi. And at 29, He made Himself real to me through people witnessing. 29 tuổi thì chính Chúa đã làm Ngài thật là rõ ràng, thật là rằng đã sáng sủa cho đời sống tôi qua những người khác. And I asked. A bald-headed Baptist preacher was witnessing to me. Có một người mục sư mà bị đầu trọc, mục sư Baptist và chia sẻ lời Chúa cho tôi. I say he was bald-headed because the glory of God was shining off his head. Tôi nói rằng bởi vì ông bị đầu trọc bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa ở trên đầu của ông. And it turned out to be a birthday party. I went and sell something. Và đó là một cái nơi mà đang có sinh nhật và tôi đến đó để bán. Tôi bán đồ và họ có một cái buổi tiệc sinh nhật. I had gone the week before. Và tôi đã đến đó trước đây một tuần to sell a motivation program. Để mà bán về một cái chương trình mà về cái sự khích lệ motivation đó, cảm ơn. And when I came to the close, và khi mà tôi đến để mà đóng cái hồ sơ đó, I said, I know you want this. Which recorder do you want? Tôi nói với họ, tôi biết rằng ông muốn điều này và ông muốn những cái tài liệu này và cái bài vở nào ông muốn. And they looked at me and said, Max, we just got saved. Và ông nhìn tôi và nói rằng Max, chúng tôi đã mới tin nhận Chúa. And we pray about everything we do. Và chúng tôi cầu nguyện tất cả những gì chúng tôi làm. What an objection. Đó là một cái sự mà khó để mà thắng. They said, give us about a week. Và họ nói rằng cho chúng tôi một tuần. And they witnessed to me while I was there. Và họ bắt đầu làm chứng cho tôi khi tôi ở có mặt tại đó. Now I was called to preach at a Church of God church when I was about 14. Và tôi đã kêu gọi để chia sẻ giảng dạy lời Chúa trong hội thánh khi tôi 14 tuổi. It was a revival. Và ở một cái hội thánh đó có cái sự phục hưng. Tôi không có đi đến đó lần nào. But my dad had gotten saved 5 years earlier. Nhưng mà cha của tôi đã tin nhận Chúa khoảng 5 năm trước. Going and working in the church, God church. Và ông đã đến hội thánh đó để thờ phượng Chúa ở đó và làm việc. And the Spirit of God fell. Và hội thánh của thánh linh của Chúa đã giáng xuống. And my dad jumped up and spoke in tongues. Và cha của tôi đã nhảy lên và bắt đầu nói tiếng lạ. And God said to me, Max, I love you. Và ông nói, mục sư đó nói rằng Chúa yêu Max lắm. I want to save you. Và muốn and I want you to serve me. Và
Và Chúa nói rằng với tôi rằng ta muốn cứu con. Và có những người thanh niên trẻ và cha của tôi thì nhảy lên và bắt đầu nói tiếng mới. God speaking to me. Và Chúa bắt đầu nói với tôi. So I ran outside too. Và tôi chạy ra ngoài luôn. I stuck my fist up and my fist up God's face and said, "You leave me alone. Let me do my own thing." Và tôi cung tay lên nói rằng Chúa hãy để con, đừng mặc vào con và để con mặc một kệ con. Và Chúa đã làm như vậy. Next 14, 15 years, I messed up my life and everybody else's life. Amen. Và sau đó 14, 15 năm tôi đã làm hỏng, đã làm hư hại cùng đời của tôi. I witnessed to this family. Và tôi đến và gia đình. Tried to sell them my program. Đến thăm viếng họ để mà bán hàng phẩm. And they said they pray about things. Và họ nói rằng họ cầu nguyện. Then they began to witness to me. Và họ bắt đầu đã làm chứng cho tôi. They began to tell me about Jesus was coming back. Now let me tell you what. My mother went to the Methodist church. Và họ nói rằng Chúa Jesus trở lại và hội thánh mẹ của tôi thì đi về hội thánh Giám Lý đó. I didn't want to go back to the church, God's church. Và tôi không muốn đi trở lại hội thánh. I'm scared of that. Bởi vì tôi rất là sợ hội thánh. So I went to the Methodist church. Và tôi đi đến hội thánh Baptist. I never saw God there. I'm not saying he wasn't. I never saw him. But I wasn't looking for him. But anyway, I had really grown up in the church. Và tôi đã không có lớn lên trong hội thánh. And I despise church and church people. Và tôi đã lớn lên hội thánh và tôi rất là ghét, rất là kinh hội thánh. They appear to me poor, blind and dumb. Và họ dường như đối với tôi họ là những người nghèo khổ, không học thức. I want nothing to do with the church. Và tôi không có muốn làm dính dáng gì đến hội thánh. And so they began to witness to me. That family began to witness to me. Và họ bắt đầu chia sẻ lời Chúa cho tôi. And they'd only been saved about a month. Và họ chỉ mới tin nhận Chúa một tháng thôi. And they said, "Jesus is coming back. Are you ready?" Và họ nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại. Anh có sẵn sàng chưa? They said, "Jesus is going to pour His wrath out on all God rejecters. That means you. You need to get saved tonight." Và họ nói rằng Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ lên tất cả những người hư mất không tin Chúa. Và anh là một người không tin Chúa. Và ông có muốn tin nhận Chúa hôm nay không? I've never heard that before. Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây. Yeah, anyway, the week before somebody had given me a Bible. Let me tell you, God will chase you. Và trước đây một tuần thì có người và cho tôi kinh thánh. Tôi nói quý vị rằng Chúa sẽ đeo đuổi quý vị. He'll let you get right and full of yourself. Chúa để cho chúng ta đối diện với Ngài. And He'll begin to chase you. Và họ Chúa sẽ đeo đuổi chúng ta. Somebody loaned me a Bible. Có một người nào đó cho tôi mượn quyển kinh thánh. He said, "Max, I want you to read some of this." Và nói rằng Max, tôi muốn ông đọc kinh thánh. Đó là người bạn của tôi. He was actually he cut my hair. Anh ta là người cắt tóc tôi. Anyway, I got to be friends with him and him with me. Và tôi đã làm bạn với anh ta. And I opened my Bible somehow to James. Và tôi đã dỡ kinh thánh ra và đọc sách Giăng Cơ. But anyway, I read James. Và tôi đọc sách Giăng Cơ. Go to you who say you're going to go to a city and buy and gain and make great great wealth. Và người nào nói rằng tôi đã đi đến thành này thành kia và bà mua bán điều này điều kia. We had bought our Earl Nightingale motivation franchise. Chúng tôi đã mua cái chương trình của ông Earl Nightingale We were going to start in Brevard County and build a business there. Và chúng tôi đã có kế hoạch để mà phát triển và làm công tác. And our next place we're going to go to Orlando to build. Và một nơi khác chúng tôi đi sẽ là ở Orlando. So when I read that, và khi mà tôi đọc điều đó, it shocked me. Và làm cho tôi rất là ngạc nhiên. How did God know that I was going to go to that place to try to build a business? Tại sao Chúa biết tôi có định đi đến thành khác để mua, để làm ăn như vậy? And then the Bible says, "He that knoweth to do good and doeth not, to him it's sin." Và Kinh Thánh nói rằng nếu người nào biết điều tốt mình phải làm mà không làm, điều đó là tội. Because Jesus was chasing me. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã khiển trách tôi. He was telling my spirit, I didn't know what it was in. Chúa đã theo đuổi tôi và nói rằng đã phán với tâm linh tôi nhưng mà tôi không biết. He was telling me without Jesus I'd never be successful.
Và người đó nói rằng nếu không có Chúa Giêsu thì tôi sẽ không bao giờ thành công. So when those people began to witness to me, và những người đó khi mà làm chứng cho tôi, God was getting my attention. Và Chúa là đấng đã làm cho tôi phải để ý. And then he would tell me about God pouring his wrath out on unbelievers. Và anh ta nói về Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ trên những người không tin kính. And it's, I don't know where it is in the Bible. Và tôi không biết điều đó ở trong cái thánh đâu. Nhưng mà tôi biết rằng đó, và ông ta đã dở kinh thánh và mở kinh thánh ra đến cái nơi mà nói về Chúa Giêsu sẽ trở lại. Điều đó làm cho tôi phải chú ý. Chúa đã đeo đuổi tôi. Amen. So I went home that night. Và tôi đi về nhà tối đêm đó. And I said, Lord. Và tôi nói rằng Chúa ơi. I was a playboy. Tôi là một người ăn chơi. There was all the divorces in Florida was at Cape Canaveral where the moonshot was going. Và nơi đó ở Florida có rất là nhiều người ly dị. More pretty women you'd ever seen. Ở nơi đó có rất là nhiều người con gái đẹp. And when I was a kid, there wasn't much sin. Và khi mà tôi ở là lớn lên thì nơi đó không có tội lỗi nhiều đâu. I hunted it like a bird dog. Và tôi đeo đuổi theo tội lỗi giống như là chó săn. At Cocoa Beach, there's plenty of sin. Nhưng mà đi ra ngoài biển, I was about tired of living that life. Nhưng mà tôi đã mệt mỏi sống cuộc đời như vậy. So anyway, God put all these things on me. Nhưng mà Chúa đã đặt để tất cả điều này trên tôi. And I went there back that night. Và tôi đi trở về đêm đó. And the man who owned the house asked me. He said. Và cái người mà làm chủ nhà hỏi tôi nói rằng. Have you thought any more about what I told you last week? Anh có suy nghĩ về những điều mà tôi đã chia sẻ với anh tối hôm qua không? I forgot my thing. That week before that, I said I'm gonna quit smoking, drinking, and chasing women. Và trước cái tuần đó tôi nói rằng tôi sẽ không hút thuốc nữa, sẽ không có uống rượu nữa, không đeo theo mấy cô gái nữa. After about 3 days, I said I give up. I can't do it. Và sau 3 ngày sau thì tôi nói rằng tôi không có thể làm, tôi bỏ cuộc không thể. So God was dealing with me. Nhưng mà Chúa đã bắt đầu làm việc với tôi. Anyway, that man said, "Have you thought anything about what I said?" Và cái người đàn ông nói rằng ông có suy nghĩ những điều mà tôi chia sẻ với. I said, yeah, I thought about it already. Tôi nói rằng, vâng, tôi đã suy nghĩ. I tried to quit smoking, drinking, and chasing women. Tôi đã cố gắng không hút thuốc, không uống rượu và không theo mấy cô gái. After 3 days, I quit. Và sau 3 ngày thì tôi bỏ cuộc. He said, listen, a pastor's coming over to my house tonight for a birthday party. Ông nói rằng, hãy lắng nghe, có một người mục sư qua nhà tôi và tối nay ăn tiệc. He said, why don't you wait and talk to him? Ông đến để mà chờ để nói chuyện với mục sư. So I called my girlfriend. Và tôi đã điện thoại cho người bạn gái tôi. And I told her, I said, guess what I'm doing? Và nói rằng có đoán được rằng tôi sẽ làm việc gì không? She said, well, I wouldn't know. Tôi không biết đâu. I said, well, I might get saved tonight. Tôi nói có lẽ tôi sẽ được cứu tối hôm nay. That's what I called it. And she said, well, I've been praying for you. Và cái người bạn gái tôi nói rằng, em đã cầu nguyện cho anh hôm nay. Oh, when God goes after you, He goes after you. Và khi mà Chúa đeo đuổi chúng ta thì Ngài đeo đuổi theo chúng ta. And we ate dinner. Và chúng tôi đã ăn tối. And that bald-headed Baptist preacher started talking to us. Đầu trọc đó bắt đầu. Started witnessing to us. Ông chia sẻ lời Chúa cho tôi. And he's like the average preacher. Và ông như là một người mục sư bình dân. And on and on. Và ông ta tiếp tục và nói dài, kéo dài, kéo dài. After a while, I said, sir, what must I do to be saved? You know, that's backwards. Và sau một hồi thì tôi nói rằng, mục sư, bây giờ tôi sẽ làm gì để được cứu? Đó, trong kinh thánh. He said, don't you know? Ông mục sư hỏi rằng, anh không biết sao? I said, no. Tôi nói không. He said, all you got to do is pray. Điều anh chỉ cần làm là cầu nguyện thôi. 29 years old. 29 tuổi. Had never prayed. Chưa bao giờ cầu nguyện. All my life. Trong cả cuộc đời của tôi. And I said, I don't know how to pray. Và tôi nói rằng, He said, can I lead you in prayer? Và ông hỏi rằng, tôi có thể hướng dẫn cầu nguyện. Yes. Và tôi nói, and vâng, here's what I pray. Đây là điều mà tôi cầu nguyện. Lord, be merciful on me, a sinner. Chúa ơi, xin thương xót người có tội này. I turn from my sins. Con xin quay khỏi tội lỗi. To you. Và đến với Ngài. Save me. Xin cứu con. And take me to heaven when I die. Và đưa con về thiên đàng khi con qua đời. That didn't take 15 seconds. And đó không hơn 15 giây. I was born again. Tôi đã được tái sanh. New person.
trở nên một người mới. When I found Jesus, khi tôi tìm được Chúa Jesus, the Bible says in 2 Corinthians that though he was rich, he became poor for us. Kinh Thánh nói trong Cô Tô nhì nói rằng Ngài giàu có nhưng vì chúng ta chịu nghèo khổ. That we might become rich. Để rồi chúng ta được giàu có. Now there's a number of people in a couple weeks that were who witnessed to me. Có những người trong 2 tuần đã làm chứng cho tôi. The man in the house with the children witnessed to me. Những người đàn ông ở nhà mà có mấy đứa con làm chứng cho tôi. Witnessed to me. Người cắt tóc của tôi làm chứng cho tôi. My barber gave me a little Bible and asked me to read it. Thầy cắt tóc đó cho tôi cái thư mượn cuốn Kinh Thánh. God was speaking to me the whole time. Và Chúa đã phán với tôi. Max, I love you. I want to save you. Max ơi, con, ta yêu con và ta muốn cứu con. So I made up my mind, quit smoking, drinking, and chasing women. Và tôi đã quyết định trong tư tưởng rằng sẽ không hút thuốc, không uống rượu và không theo mấy con gái. I quit. I said I must not be cut out to be a Christian. Và sau 3 tháng nhà thì tôi nói rằng tôi sẽ không có thể nào làm được, chắc không phải trở thành Cơ Đốc nhân được. Amen. So I went back to that house and he started again. And the man led me to the Lord. I became a new person. None of us know where anyone else is. Chúng ta không biết một người khác tình trạng của họ như thế nào. Listen, I had this man. He was a hairstylist. Người này là thợ cắt tóc. I was a manager of a large company. Tôi là một người quản lý một công ty rất là lớn. I made large money in those days. Những ngày đó tôi là người làm ra tiền rất nhiều. I had a company car. Tôi có cái xe của công ty nữa. A business account. Có một cái tài nguyên cái account. Now, every day I took a businessman to lunch. Và tôi đưa những người khách đi ăn trưa. Bought him lunch to get his business. Và mua đồ ăn cho cái người khách để even the hairstylist had a beautician or whatever. You did nails. Có những người mà làm móng tay cho tôi nữa. Ivan was able to seduce her. Tôi có một cái lòng khao khát để mà muốn rượu người ta. I mean, I was hot. Trước đây tôi là một người rất là đẹp trai. I was too hot. Tôi quá đẹp trai đi. I got tired of it. Tôi rất mệt mỏi về điều đó. God made me get tired of living that playboy life. Chúa đã làm cho tôi mệt mỏi cuộc sống hoang đàn đó. I tell you that because that hairstylist said. He said, "If I ever met anybody who didn't want to talk about Jesus, I believe it was you." Tôi cái người thợ tóc đó làm chứng cho tôi nói rằng nếu mà người nào không có muốn nói chuyện về Chúa cho một người khác thì điều đó là chính là anh đó. But he didn't know what was in my heart. Nhưng mà anh ta không biết điều gì trong lòng của tôi. He didn't know God was talking to him. Anh ta không biết rằng Chúa đã nói chuyện với tôi. He didn't know God told me. Without Jesus, I'd never be successful. Anh ta không có biết rằng Chúa nói với tôi rằng nếu không có Chúa thì tôi sẽ không thành công. He did not know I was tired of that immoral life because I never lived that way before I got there. Anh không biết rằng tôi đã mệt mỏi chán chường về cuộc sống hoang đàn đó. It was fun for a year, whatever. Nó có thể vui sướng trong một năm thôi. But after a while, I got tired of it. Nhưng mà sau đó thì rất là chán nản. To get those women, I had to listen to all their troubles and all their problems. Để đạt được lòng của những cô gái đó, tôi phải lắng nghe tất cả những cái nan đề của họ. Most of them are divorcees. Có những người đó thường là những người bị ly dị. Và quý vị có thể không nghe được những cái nan đề của họ. But I listened to get what I wanted. Nhưng mà tôi đã lắng nghe để mà đạt được những gì tôi muốn. I was sick of living that life. Tôi đã chán chường sống cuộc sống như vậy. The Bible says the wages of sin is death. Và Kinh Thánh nói rằng kết quả, cái hậu quả của tội lỗi là sự chết. But the gift of God. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời. Is eternal life. Là sự sống đời đời. Through Jesus Christ our Lord. Qua danh Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. He did not know where I was. Người đàn ông đó không biết tôi đã đi đâu. But he obeyed God. Nhưng mà anh đã vâng lời Chúa. And loaned me that Bible. Và cho tôi mượn cuốn Kinh Thánh. I had never ever read the Bible. Tôi chưa từng bao giờ trong cuộc đời đọc, chưa từng bao giờ đọc Kinh Thánh. I had no idea how to read the Bible. Tôi không biết phải đọc Kinh Thánh như thế nào. But it was a New Testament, probably like this one.
Nhưng mà Kinh Thánh đó tăng ước giống như Kinh Thánh chúng nào. I turned the Bible to James 3 where I saw that scripture. Và không biết tại sao tôi dở ra trong sách Giăng Cơ đoạn 3 và tôi đã nói cho quý vị. Which concluded by saying, he that knoweth to do good and doeth not, to him it's sin. Và kết luận nói rằng người nào biết điều mình phải làm mà không làm, điều đó là tội lỗi. I was the vice president of a civic club. Tôi là một người phó chủ tịch của một cái club, một cái câu lạc bộ. Every Saturday we would have a kid shows for the children in the community. Mỗi thứ bảy như vậy tôi có một cái chương trình cho các em. And give away prizes. Và ban cho những cái phần thưởng cho các em. We're doing all kind of community things. Và làm tất cả những việc tốt trong cộng đồng. I look pretty good on the outside. Và bên ngoài thì tôi có vẻ là người tốt lành lắm. But I was rotten on the inside. Nhưng mà bên trong tôi là hư thối. Nobody knew that but me. Không ai biết, chỉ trừ tôi mà. And nobody had ever called me a sinner. Và không có ai bao giờ kêu tôi là một người tội lỗi. I thought I was pretty good. Tôi cũng tưởng đâu rằng mình là tốt lắm. As we all do. Tất cả chúng ta dường như cũng vậy. And God convicted me as a sinner, and I'm a sinner because I wouldn't turn to Him. Chúa đã bắt phục tôi và nói rằng tôi là người tội lỗi và tôi là người tội lỗi trở lại với Chúa. So I'm summarizing and close. Và tôi tổng quát lại để tóm tắt lại để my, kết thúc. My job description. Công việc của tôi diễn tả miêu tả công việc của tôi là reach the lost. Là để đem tội nhân về. Then reproduce my ministry in them. Để rồi sinh sản cái mục vụ của tôi trong họ. And then release them to do the same. Để rồi đưa họ đi ra để làm công tác giống như tôi. So I don't know where you are. Tôi không biết quý vị đang ở đâu. But that's a process of salvation and that's a process of ministry right there. Nhưng đó là một cái tiến trình của sự cứu chuộc và tiến trình của mục vụ. Maybe most of you in here today need to submit yourself to the leadership to train you and teach you to do the work of the ministry so you can grow up and start doing it. Có lẽ trong vòng quý vị cần phải đào phục những người lãnh đạo để được huấn luyện để đi ra làm những công tác mục vụ. One day we're all going to stand before God. Một ngày nào đó chúng ta sẽ mọi người đều đứng trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta phải trình dâng lại những gì chúng ta làm trong cuộc đời. Jesus paid for our sins. Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi chúng ta. But we're gonna be judged for our works, our nhưng mà chúng ta phải bị đón xét bởi công việc của chúng ta. So the 5-point sermon I had is not gonna get preached, amen. Cái bài giảng năm điều trong bài giảng tôi có thể không được giảng ra. He's calling everyone in here today. Nhưng mà Chúa kêu gọi tất cả chúng ta ở đây nơi đây. There's people who you know to whom you need to share the love of God with. Có những người mà chúng ta biết chúng ta cần phải rao giảng tình yêu, chia sẻ tình yêu của Chúa cho. You may be the vessel that opens the door to His heart so He can know the Lord. Chúng ta có lẽ có thể là những công cụ mà Chúa dùng để mở tấm lòng những người đó để tin nhận Chúa. We've been bought for a price. Chúng ta được mua bởi một giá đắt. Again, we're accountable to God. Chúng ta có trách nhiệm với Chúa. And Pastor Nguyen and Sister Kim cannot do your work for you. Mục sư Nguyen, cô Kim không có thể làm công việc của quý vị được. They can be faithful and preach the word. Họ có thể trung tín để chia sẻ lời Chúa. Shepherd the flock. Để mà nuôi bầy của Chúa. But they cannot do your work. Nhưng mà họ không thể nào làm công việc của quý vị. Now of course they need to make some adjustments in how they run the church. Họ có thể điều chỉnh những điều gì họ hướng dẫn hội thánh. Tất cả chúng ta cần như vậy. He's called all of us to be witnesses. Chúa kêu gọi tất cả chúng ta trở nên người chứng nhân. You receive the Holy Ghost not just to speak in tongues. Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh không phải để rồi nói tiếng mới mà thôi. The Holy Spirit empowers you. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền. So you can be a witness. Để rồi chúng ta có thể trở nên người chứng nhân. Để làm công việc của Chúa. So your words have power. Để lời của chúng ta có quyền năng. That hairstylist girl that worked for him. Cái người nữ mà làm tóc instead of giving in to me, thay vì cô ta về phía bên tôi, could have said to me what that other family said. Có thể nói chia sẻ lời Chúa giống như cái gia đình kia. Max, now I'm a Christian. I don't do those things. Và tôi bây giờ là người của Chúa Giêsu, tôi không làm điều như vậy. That would have got my attention. Nếu mà cô ta nói but như vậy, but it didn't because she gave in to my seducing. Thay vì làm như vậy nhưng mà cô ta đã bị tôi thu hút. We need to all get clean. Chúng ta tất cả chúng ta cần phải được sạch sẽ trong sạch. Make a decision and learn what He's called us to do.
Và chúng ta phải quyết định để làm những gì. Học hỏi làm những gì. Chúng ta phải mạnh dạn. Và chúng ta phải bắt đầu làm. Again, whenever I had been put down really for 5 years going through my broken right hip. Tôi đã bị 5 năm bởi vì bị đau, bị mổ. Which I'm still walking out. Và bây giờ chúng tôi cũng phải tiếp tục. And my double bypass. Bị đau đớn. Which was the easiest one of all. Cái điều đó có thể là rất là dễ dàng hơn hết. And even though I'm still on a cane. Mặc dù tôi đang đi gậy. I've seen hundreds of people healed. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm người. I'm in the process of healing, and I'm going to lay hands on you, and I'm going to break the power of the devil off you, and I'm going to bring the kingdom of God, and you're going to be set free. Hàng trăm người được chữa lành, nhưng mà trong danh Chúa Giêsu, tôi phán rằng bởi năng quyền của Chúa được chữa lành. And God does it. Và tôi nói, và Chúa làm điều đó. It's not by mighty armies. Không phải bởi năng quyền của tôi. Nor by the power of man. Không phải bởi năng lực but của con người. By my spirit. Nhưng bởi thần linh của Đức Chúa Trời. Said the Lord. Đức Chúa Trời phán như vậy. Amen. Amen. Dan heard me today. I'm not living for this life. My wife hates it. My wife wants me to retire. Ông Dan đã nghe được retiring, vợ của tôi cũng biết tôi muốn. My dad died this year. He was 98. Cha của tôi đã về với Chúa. Ông 98 tuổi. I used to say I was going to retire in 2021. Tôi thường nói rằng tôi sẽ về hưu 2000. That's when you turn 80. Và khi mà tôi trở thành 80 tuổi. But I changed the day. Nhưng mà tôi đã thay đổi cái ngày rồi. I'm a retired 2031. Tôi sẽ về hưu năm 2031. Khi mà tôi 90 tuổi. By then I should have my family there by train so they can do it and I don't have to do it anymore. Đến lúc đó thì tôi đã huấn luyện gia đình của tôi để làm công tác phục vụ. Và bây giờ tôi sẽ không làm. Chúng ta phải sinh sản ra. Amen. You know one thing I like about Foursquare. I'm Foursquare too. Một điều mà tôi rất thích về giáo hội so when Foursquare, I came to Foursquare, most of the young pastors were pastors' sons. Khi mà tôi còn ở trong làm Foursquare thì những người mục sư đều là con của những vị mục sư. They lived in a home where the father loved them and nurtured them and helped them, and they chose to go into ministry as well. Họ lớn lên trong gia đình được yêu thương bởi cha mẹ là những mục where sư. Where the Baptist church that I came out of, those kids were rebellious and couldn't wait to get away from the church. Và khi mà hội thánh Baptist mà tôi lớn lên đó thì tất cả những đứa con đều là quậy phá hết. Let me say this: everybody's called into the ministry. Và tôi nói là điều này tất cả chúng ta đều được kêu gọi vào mục vụ của Chúa. But everybody does not have a public ministry. Nhưng không tất cả mọi người đều có một mục vụ công cộng. Should have private ministry. Tất cả chúng ta đều phải có mục vụ cá nhân. Ở nhà. In the neighborhood. Ở trong khu phố chúng ta ở. Ở công việc chỗ làm. Tất cả mọi nơi. Jesus said to the first disciples. Chúa Giêsu phán với những môn đồ đầu tiên. Follow me. Hãy theo ta. And I'll make you a fisher of men. Ta sẽ khiến các con thành tay đánh lưới người. That should be your life goal. Đó là mục tiêu đời sống của quý vị. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. I saw this thing through Torben Sondergaard teaching about how to get free from being in the bondage of a building. Tôi có xem cái bài học người nói về làm sao để giải phóng ra khỏi những cái sự. But a number of years ago. Có một vài năm trước đây. We had a church split. Chúng tôi kinh nghiệm trải qua cái sự. We were up in the 200s. Phía rẽ của hội thánh. Had a church split. Và hội thánh bị phân rẽ. And in 1 week we went from 235. Và có một tuần chúng tôi từ 235 người. To about 120. Chỉ còn lại 120 then người. Then it began to go down every week. Và bắt đầu càng giảm dần. After that I left the church. Và sau đó tôi rời khỏi hội thánh. And went out as a prophet for 2 years. Và đi ra như một vị tiên tri 2 năm. My wife has always been a housewife. Vợ tôi trước đây luôn luôn là người ở nhà. I've never met a better wife or mother. Tôi không bao giờ gặp được một người vợ, một người mẹ tốt hơn. Now a grandmother. Bây giờ bà là một người bà ngoại, bà nội. But anyway, I asked her to consider getting a job. Và tôi hỏi và nhã ý
và tôi tìm một cái công việc làm. That shocked her because I've never asked her to do that. Và điều đó khiến bà rất là ngạc nhiên bởi vì tôi chưa bao giờ hỏi. I was ill of the old generation. Và tôi là một người từ một cái thời đại trước đây. Where the dad works and provides. Là người đàn ông, người chủ gia đình phải làm việc cho gia đình. And the wife, the housewife and mother. Và người vợ thì ở nhà chăm sóc con cái. Điều đó tôi rất là thích. Nhưng mà chúng ta sống trong một thời đại rất khác. But here's what I saw. Nhưng mà điều mà tôi thấy như thế này. My wife is very attracted. Vợ của tôi rất là thu hút hấp dẫn. Very has a wonderful personality. Có một cái cá tính rất là tuyệt vời. Will not draw attention to herself. Và không có tìm cách để mà thu hút mọi người đến với mình. Will be the last one to get food when we have to go to a buffet. Là người mà cuối cùng để lấy đồ ăn khi chúng ta ăn sắp hàng. Where her husband's opposite of all that. Và chồng của bà thì lại khác, rất khác. But here's what I saw. Nhưng mà điều mà tôi thấy như thế này. I saw that what would happen if she got out and got a job. Và tôi thấy rằng khi bà bắt đầu đi làm, she would be placed back into the fishing pool. Và bà bị đặt để dưới giống như là một cái hồ nước mà con cá nhỏ nhất bị sao cùng hết. And our problem is we don't want to be in the fishing pool. Và cái nan đề chúng ta là chúng ta không muốn ở trong cái hồ cá. We don't want to be in the full-time ministry serving Jesus. Chúng ta muốn được ở để làm hầu việc Chúa trọn thời giờ. We've been doing it wrong for thousands of years. Chúng ta đã làm sai cả nhiều năm. Our job is to learn how to do it and teach others to do it outside the building. Công việc của chúng ta rằng phải làm và dạy người khác làm một vụ ở ngoài nhà thờ. And we've not done it. Và chúng ta đã không làm điều đó. God's changing all that. Chúa đang bắt đầu thay đổi điều đó. Again, my job. Công tác của tôi is to reach the lost first. Đưa người về với Chúa trước hết. Then reproduce myself, my ministry in them. Để rồi sẵn sàng and chính then, tôi và một vụ của tôi trong họ. And then release them to do the same. Để rồi gửi họ đi ra ngoài làm giống như tôi đã làm. So I challenge all of you today. Và tôi thách thức tất cả quý vị nơi đây. Wherever you are. Bất cứ quý vị ở nơi nào. Say, Lord, show me how I'm to get connected. And how to link in with the leadership so they can train me and teach me so I can do what I'm called to do. Ở Chúa ơi, làm cách nào giúp con để gắn bó và gắn bó với những người lãnh đạo để họ huấn luyện con để con làm công tác ngay nơi nào chúng con đang ở. In Matthew 28. Trong Matthew đoạn 28. Is the what we're supposed to do. Điều gì chúng ta cần phải làm. Mark 16. Mark đoạn 16 is the how we do it. Làm cách nào chúng ta làm. How we do it, we go preach the gospel to those who are lost. Chúng ta làm bằng cách nào rằng chúng ta đi để rao giảng tin lành cho những người mất. They have to repent of their sins. Họ phải ăn năn tội lỗi của they họ. They need to be water baptized. Họ phải được báp têm. And we need to know God has given us five powers, signs. Chúng ta biết rằng Chúa ban cho chúng ta năm cái dấu kỳ. Cast out devils. Chúng ta đuổi quỷ ra. To speak with new tongues. Chúng ta nói tiếng mới. To take up serpents as a metaphor. Chúng ta bắt rắn. Drink đó là một cái ẩn dụ. And lay hands on the sick. Uống thứ độc và chúng ta đặt tay vào. In Luke 10:17, Jesus said. Và trong Luca, Jesus nói, behold, I saw Satan fall from heaven as lightning. Ta nhìn thấy Satan bị rớt khỏi thiên đàng. And I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the devil. Và ta ban cho các ngươi quyền năng để giày đạp bò cạp và rắn. That's what he was talking about there when he talked about take up serpents and drink anything. Đó là điều mà Chúa nói khi mà Chúa nói về bắt rắn trong tay. He doesn't want us handling snakes. He wants us to kick snakes out. Amen. Chúa không muốn chúng ta bắt rắn mà Chúa muốn chúng ta đá rắn ra. Five signs to do the works of Jesus. Chúa ban cho chúng ta năm cái dấu kỳ. Và Chúa nói rằng trong danh Chúa Giêsu chúng ta đuổi quỷ ra. In my name they shall speak with new tongues. Và trong danh của ta họ sẽ nói được tiếng mới. I'm speaking in tongues. I do the speaking. He gives me a language I've never learned. We make it so hard. Dear God. Tôi nói tiếng lạ bởi vì Chúa ban cho tôi nói tiếng lạ. Nhiều khi chúng ta làm điều đó quá khó. And we got power of the devil and the scorpions and the serpents.
Và chúng ta có quyền trên ma quỷ, trên bồ tát, trong rắn độc. Và không có điều gì có thể làm hại chúng ta. Và chúng ta hãy đặt tay trên kẻ đau và họ sẽ được lành bệnh. Then it says the Lord is caught up in heaven. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa được cất lên đám mây. And they went forth preaching the word. Và họ đi ra để rao giảng lời Chúa. And God confirmed the word. Và Chúa làm vững lời Ngài. That they preached. Làm vững lời những khi they read the Bible. Họ đọc lời Chúa. They preach the Bible. Họ giảng lời and Chúa. And God confirmed the word. Và Đức Chúa Trời with làm vững lời của họ. Followed. Bởi những phép lạ cặp theo. Woo, not my brother. You done pretty good. I didn't know y'all's verses, but your sentences were so long. Listen. Chúng ta hãy lắng nghe. This is the first time I've shared parts of my testimony in years. It used to be my only message. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mà tôi chia sẻ lại lời làm chứng của tôi. But here's what I felt. Đây là điều mà tôi cảm thấy trong lòng. I felt He wanted you to know our job description. Tôi cảm thấy rằng Chúa muốn chúng ta biết được cái công tác của chúng ta. And our first call is to be a witness. Điều kêu gọi đầu tiên chúng ta là trở thành những người làm chứng Ngài. And to share the love of God. Chia sẻ lời tình yêu của Chúa cho người khác. And the kingdom of God. Và vương quốc của Ngài. With lost people. Cho những người hư mất. So they can live. Để họ tin nhận Ngài. So I decided to go and illustrate myself. Và tôi đã quyết định để làm chứng chính đời sống mình. How arrogant and proud and stupid I was. Tôi là người trước đây rất là bướng bỉnh, rất là ngu xuẩn. Thought I had it all together. Tôi tưởng rằng tôi là người có tất cả tốt lành. I was a manager of a very large company. Tôi là một người quản lý của một công ty rất lớn. Making a very large amount of money. Và làm tiền rất nhiều. But I was it. Nhưng mà tôi là thật là khô cạn. And God started chasing me. Và chính Chúa đã bắt đầu theo đuổi tôi. And He used people. Và Ngài đã dùng những người khác to bring me into the kingdom. Để đem tôi vào vương quốc thiên đàng. And that's what He wants to do with you. Và Chúa muốn làm điều đó đối với tất cả chúng ta. Not my brother. Những anh chị em. Not my sister. Không phải là những. But it's me, oh Lord. Và không phải anh tôi, không phải chị tôi, nhưng mà chính là tôi. In the need of prayer. Chúng tôi, chính tôi cần được sự cầu nguyện. I want to pray. Lord. Giờ này cầu nguyện. Chúa ơi. Thank you for your grace. Cảm ơn Chúa về ân điển của Ngài. Thank you for your glory. Cảm ơn sự vinh hiển Ngài. Thank you for your word. Cảm ơn lời của Chúa. Thank you for your spirit. Cảm ơn Đức Thánh Linh của Ngài. Thank you for opening our eyes tonight. Cảm ơn Chúa đã mở mắt chúng con buổi tối nay. Your will. Để chúng con thấy được ý của Ngài. And your will. Way. Và đường lối của Ngài. Come thy kingdom in my life. Ở Chúa ơi, vương quốc của Ngài đến với chúng be con. Be done thy will. Để ý của Ngài được nên. I want to know you. Chúng con muốn biết Ngài. And serve you. Hầu việc Ngài. The rest of my life. Cả cuộc đời của con. Meet me right there, here. Xin Chúa Ngài gặp gỡ. Right now. Với con ngay bây giờ, chính giờ phút này. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. I don't know everybody here. I don't know anybody here. I don't know where you are. Tôi không biết quý vị đang ở đâu. But God loves you. Nhưng mà Chúa yêu quý vị. He's got a wonderful plan for your life. Chúa có chương trình thật tuyệt vời cho đời sống quý vị. But you're separate from God. Nhưng quý vị đã xa cách Đức Chúa Trời. Your mom and daddy didn't teach you to be bad. Chính ba mẹ quý vị không có dạy quý vị trở nên những người xấu. It was already in. Điều đó đã từ bên trong mình rồi. You were born a sinner. Đã sanh ra là tội nhân. Separated from God. Xa cách Đức Chúa Trời. But God laid all the sins on Jesus. Nhưng mà Chúa đã đặt để tất cả tội lỗi trên Chúa Giêsu. He took our sins and He took our sickness. Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta và gánh đi bệnh tật chúng ta. And by His stripes. Và bởi lằn roi Ngài. We are healed. Chúng ta được lành bệnh. But just knowing that's not enough. Nhưng mà chúng ta chỉ biết điều đó thôi không chưa đủ. You must repent. Quý vị cần phải ăn năn. Turn from your will. Hãy xây khỏi cái ý tưởng của mình. Your way. Đừng lối mình. Your king. Vua của mình. Say, Lord Jesus, I repent. Và nói rằng Chúa ơi, con ăn năn. I turn from myself. Con xa lánh tội lỗi. To your will. Và trở về ý của Ngài. To your way. Đường lối của Ngài. I give you my life. Con dâng đời sống con cho Ngài. The rest of my life.
cả cuộc đời con là của con. Ngay ngày hôm nay. Teach me and train me. Xin dạy dỗ con và huấn luyện con. How to be a real Christian. Trở thành người Cơ Đốc nhân thật sự. With you living in. Xin Ngài ở trong con đi. And out. Và ở ngoài con nữa. In Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Let me come back and I'll preach the whole thing. Có lẽ năm tới Chúa cho tôi trở lại và tôi sẽ giảng tiếp những gì mà còn lại.